Chàng cờ thủy chung anh kiệt, Bae Jong-yoon Việt Nam, giải nghệ học thạc sĩ giờ viên mãn bên vợ con. Giải nghệ cách đây 15 năm, ca sĩ từng là thần tượng một thời của giới trẻ yêu thích V-pop. Anh Kiệt có cuộc sống và đời tư hoàn toàn kín đáo giờ ra sao? Đó là câu hỏi mà không chỉ những người hâm mộ luôn thắc mắc, mà còn là câu hỏi chung của giới truyền thông ngày ấy đến bây giờ. TMC là ký ức đẹp đẽ của khán giả thế hệ 8X 9X đời đầu. Nhóm lần đầu ra mắt vào năm 2003 với 5 thành viên bao gồm Tuấn Khang, Ưng Đại Vệ, Anh Kiệt, Quốc Trung và Lê Dũng. Đêm Trăng Tình Yêu là bản hit giúp tên tuổi của nhóm đạt đến đỉnh cao. Tuy nhiên ở thời kỳ hoàng kim nhất, TMC đã trải qua vài lần phải thay thành viên. Anh Kiệt và Ưng Đại Vệ lần lượt xin rút lui, Nhật Thăng và Hứa Vĩ Văn được thay vào. Sau đó Hứa Vĩ Văn cũng rời đi và đến năm 2005 thì TMC chính thức tan rã sau hơn 2 năm hoạt động. Đến thời điểm hiện tại sau 16 năm, mỗi thành viên đều có hướng đi riêng, trong đó anh Kiệt chọn học lên thạc sĩ và hiện đang có cuộc sống viên mãn bên vợ và hai con. Anh Kiệt, Bae Jong-yoon của Việt Nam, bắt đầu từ những năm 2000, các hiện tượng ca sĩ trẻ nổi lên thị trường âm nhạc Việt như nấm sau mưa, các nhóm nhạc ảnh hưởng từ các nền văn hóa châu Âu du nhập về Việt Nam, các chương trình sân khấu thế giới V-pop trở thành tiêu điểm, đặc biệt hàng loạt những tên tuổi ca sĩ trẻ mới được fan hâm mộ yêu thích như thần tượng cũng hoạt động mạnh mẽ. Ngoài ra trong số 5 thành viên đầu đầu của TMC là Lê Dũng, Quốc Trung, Tuấn Khang, Ưng Đại Vệ và anh Kiệt, thì có lẽ anh Kiệt là anh chàng được khán giả, đặc biệt là các fan nữ yêu mến hơn cả bởi giọng hát truyền cảm da diết. Thậm chí anh Kiệt là nam ca sĩ được ví như idol K-pop vì sự điển trai lãng tử, nhan sắc của anh tại thời điểm đó không ít báo chí khen ngợi và so sánh như tài tử Bae Jong-yoon. Anh đóng vai trò cây hút fan của nhóm nhạc TMC thời mới ra mắt thị trường âm nhạc Việt. Hoạt động với TMC sau một thời gian, anh Kiệt rời nhóm và gia nhập vào công ty giải trí được đánh giá là hàng đầu thời điểm đó, WePro. Anh hợp tác cùng với các tên tuổi lớn như HAT, Ưng Hoàng Phúc. Đối với khán giả trẻ lúc bấy giờ, anh Kiệt là một trong những ca sĩ thần tượng nổi tiếng. Anh có nhiều ca khúc hit như Người Gian Dối Sẽ Cặp Gà Dối Gian, Tuổi Xì Tin. Trong đó, Chàng Khờ Thủy Chung được cho là bản hit lớn nhất trong toàn bộ sự nghiệp của nam ca sĩ có gương mặt xuất chúng chuẩn hàng. Nâng tên tuổi của anh lên một tầm cao mới dưới thời cùng Bầu Quang Huy và công ty quản lý WePro, từng bị công ty cũ khởi kiện. Năm 2000, ông Nguyễn Duy Khánh, thời điểm đó là giám đốc công ty Nhạc Xanh, đã nêu những bức xúc sau. Việc làm này của ca sĩ Anh Kiệt và nghệ sĩ Quang Huy thật sự gây bất ngờ và sốc cho công ty chúng tôi, gây tiền lệ xấu trong hoạt động và sinh hoạt trong và ngoài nước, trái với đạo lý và tập quán truyền thống của Việt Nam. Ông Duy Khánh giải thích cái sự trái đạo lý như sau: công ty Nhạc Xanh đã đầu tư cho ca sĩ Anh Kiệt từ chỗ không ai biết tên trở thành nổi tiếng với nhiều fan hâm mộ, nhưng ca sĩ Anh Kiệt lại về đầu quân cho ông bầu show Quang Huy, công ty thế giới giải trí mà không có sự bàn bạc hay giải quyết những điều không vừa ý. Ngoài ra, việc bầu show Quang Huy khẳng định trên báo chí là anh Kiệt đã ký xong hợp đồng với công ty thế giới giải trí, trong khi hai công ty còn chưa thanh lý xong hợp đồng của anh Kiệt là việc làm bất chấp pháp luật. Cuối cùng, đến giữa tháng 5 2005, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án ca sĩ Anh Kiệt thua kiện và phải bồi thường 140 triệu đồng cho công ty Nhạc Xanh. Đột ngột biến mất cuộc sống hiện tại ra sao? Năm 2006, đang trên đỉnh cao của sự nghiệp thì anh Kiệt đột ngột biến mất khỏi ngành giải trí, rẽ sang con đường mới. Đời tư kín như bưng, không một ai biết về thông tin của nam ca sĩ. Có vài tin đồn nói anh Kiệt đang làm kinh doanh và hoàn toàn đóng cửa fanpage Facebook cá nhân hay bất kỳ một thông tin về mình trên các phương tiện xã hội. Điều này khiến cho cộng đồng mạng cũng như fan hâm mộ của nam ca sĩ vô cùng hoang mang. Có thông tin cho hay anh Kiệt đã quyết định đến Anh để học thạc sĩ, về sau chuyển hẳn sang lĩnh vực kinh doanh theo gia đình. Cựu ca sĩ không còn để tâm đến các hoạt động trong giải trí, chỉ tập trung vận hành một trung tâm Anh ngữ. Tháng 10 2016, anh Kiệt mới xuất hiện trở lại và thông báo là đã kết hôn. Bà xã anh có tên là Thảo Minh. Thời điểm hiện tại, anh đã là một doanh nhân thành đạt, yên ngắm bên gia đình nhỏ và hoàn toàn lột bỏ vẻ ngoài lãng tử của thần tượng năm nào. Rời bỏ showbiz ồn ào, anh Kiệt sống vô cùng hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Hiện tại nam ca sĩ đã trở thành ông bố hai con, gia đình đủ nếp đủ tẻ. Nam ca sĩ và bà xã chào đón thêm tiểu công chúa vào tháng 11 2020. Gia đình anh Kiệt đang sống trong một căn hộ cao cấp và có xe hơi riêng. Cuộc sống chàng khờ năm nào giờ đây rất sung túc và viên mãn. Anh hài lòng với cuộc sống viên mãn cùng bà xã và con cái. Có thể thấy hình ảnh gần đây anh đã tăng cân nhiều hơn trước, gương mặt tròn trịa và vóc dáng mũm mĩm. Tuy vẫn còn giữ nét điển trai khó xóa trên gương mặt, nhưng có lẽ nam ca sĩ Anh Kiệt, hay đúng hơn là người đàn ông này, đã chọn là một người bình thường sau những năm hoạt động nghệ thuật như một niềm đam mê thời tuổi trẻ.